Nhảy bài tần của Anh tím đã yêu em từng muôn kiếp nào, đó mai giấu mai sao tình yêu mẹ dâu, đó cũng đàn chấp nhận hợp tan, bèo mây xin giấu cho nhau. Vậy ta tay tay trời ơi cũng hay hay à. Kéo qua trường, kéo qua trường tét đó. Để cho đúng chỗ nha. Để cho đúng chỗ. Rồi, đúng không? Rồi cái cặp bà này sao mình tôi cũng khoái đeo rồi trời. Vậy hả? Rồi vậy là gịch rồi đó. Vậy là cùng hệ rồi đó. Thôi bây giờ nè, hôm qua tới nay không có thấy anh Năm mà ca hay nhảy gì trơn á. Anh Năm đang cái cảnh quan này nè, anh Năm nhảy một bài đến nè. Dạ. Anh Năm biết nhảy không? Biết nhảy. Anh nhảy à, anh Năm ơi, anh Năm nhảy kiểu nào anh Năm? Tôi nhảy là kiểu cha cha đi. Ừ. Ừ. Rồi. Rồi xích ra. Ừ. Rồi bây giờ là Vĩnh Long đúng không? À, Vĩnh Long ơi, đẹp lắm Vĩnh Long ơi, người Vĩnh Long cũng đẹp luôn. Ủa cái điệu đó điệu gì trời? Cha cha. Phải không? Cứ kiểu kiểu à. Trời không phải ông ơi, hình như thấy em đứng ngay ổ kiến kìa ông ơi. Dạ hả? Dạ tiền có biết nhảy không? Đâu nhảy cái coi. Vậy ta té té. Trời ơi. Hay hay. À. Tướng cùng hai luôn. Dạ, hai người này rồi, trúng luôn. Rồi anh Năm đáp lại anh Năm. Đó. Không hoài mắt mù không. Mắt nào ta hết mà không, không. Đến vậy không được nghe. Dạ được rồi chị, cảm ơn chị. Trời ơi, còn chỉ lo nữa kìa. Lo kéo kéo. Cái lo để ca luôn. Rồi có cái lồng sàn để nhảy luôn. Ừ, có cái lồng sàn luôn kìa. Rồi cái... giờ, qua gặp em á. Ừ. Tính làm cho em nó cự nó nấu mình không nấu. Dạ. Ừ, nó vậy đó. Cũng tội nghiệp lắm. Tội nghiệp ha. Vì nó bây giờ cũng như anh em cộng đồng mạng rồi với bên nước ngoài rồi đó giúp đỡ rồi đưa đi đồng ý về bệnh viện tâm thần đó. Yeah. Tôi không có tiền thiệt, có là tôi giúp một cái một liền á. Thiệt tôi không có, bị gì cái tới mùa sầu riêng mới có tiền. Dạ. Yeah. Đó chứ không phải mình đó, mình không có là ta nói dốc. Không được. Tới mùa sầu riêng mới có tiền. Không được, để em nói nè. Mùa sầu riêng đó là để tính cái chuyện bên đây đi. Bởi vì không mùa tới nữa. Tiếp là cho nó. Tính ra anh Năm hả, anh cái tâm anh tốt ta, anh không, cũng thương không, tâm quá trời nè. Nói nước trong nước ngoài dạ cho tiền cho bé Tâm, anh Tâm nhỏ tuổi hơn em quá. Ừ, nhỏ nhỏ còn nhỏ xíu. Tâm chỉ bệnh đi bệnh dạ, đó đi, đi nhà thương là nhà thương tâm thần. Chị em nó được cộng đồng cũng thương rồi, nhưng mà do cái duyên của với gia đình á, không có được mà tới đi chị tới. Nên em bây giờ em nó bây giờ trở về cũ lại rồi. Nhưng mà bây giờ bỏ riêng em Tâm quan bên đi. Rồi. Đó, bây giờ đang một cái cảnh chiều hoàng hôn nè. Chiều hoàng hôn ha. Anh đứng bên bờ sông, gõ sông luôn. Đò ngang bến vắng mà nhớ ai. Giới thiệu cho ở đây là ở đâu rồi anh Năm? Ở đây là Vũng Liêm. Tỉnh nào? Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Quê ai vậy anh Năm? Đứng lại. Đứng lại đi. Đừng có đứng mé mé quá lọ à. Ê, ông bà có đem đồ tắm phải không? Có. Xuống luôn. Đồ tắm luôn. Là ở đây là Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Anh Năm có dự định hôm nào qua bển thăm nhà chi tiền và coi mấy bé không? Có chứ, ngày mai hay ngày mốt rồi đi à. Mà là đi là thăm. Đợt này qua có quà ha. Có quà luôn anh Năm ơi. Anh Năm. Anh Năm. Qua vợ đi với nghe con bé nhỏ nó kêu gì 3 năm phải không? Ừ đúng rồi. Có không? Bây giờ em nè. Ừ. Bé gì? Ừ. Anh. Tôi chỉ cho từ chối rồi. Ừ. Tiền. Tiền. Tính được bộ anh Năm sầu riêng qua là phải là uy tín lắm mấy anh Năm mới qua. Đúng rồi. Phải phê Năm qua rồi. Nhớ đem quần áo theo nghe anh Năm. Anh Năm thích lắm anh rồi anh Năm mới qua. Đi qua thăm nhà chị Tiền đó đem quần áo theo nha. Ừ, ngủ vài đêm luôn. Ơi. Qua bệnh khám phá cái vườn chuối luôn anh Năm. Ừ. Phá vườn chuối luôn. Đúng. Chị Tiền có vườn chuối dữ lắm. Cái này sầu riêng, vườn sầu riêng phá vườn chuối. Đó, vậy mới được. Kỳ này là chuối cho chuối te tô luôn nè. Chuối làm sao mà đụng với sầu riêng. Ừ, sầu riêng nó cứng mà ha. Ừ, sầu
mà chuối thì nó mềm. Cái trái nó gai không? Nó tua tủa nữa. Cái vườn chuối nó lợi hại lắm nghe năm. Anh đừng có giỡn nha. Không giỡn đơn giản đâu nha. Coi lại mấy cái video đó mà nghe chị Tiền nói là vườn chuối của chị Tiền là cỏ gặm gặp mà năm qua ủi không đó. Đó, kỳ này phải ủi cho tới nha. Đúng sao không? Bây giờ hỏi anh Năm lần cuối nè, thương hay là ghét anh Tiền? Thương phải không? Thương. Tưởng ghét thì đạp xuống luôn đi. Đạp ha. Ừ, vậy đi. Đạp nở đâu. Nở đồng nào á anh Năm? Trời ơi, cưng cục sao? Năm à. Vàng lắm. Hàng hiếm đó. Kim cương. Kim cương của anh Năm đó. Này em nói thiệt nha. Mát không anh Năm? Mát. Thấy không? Trời ơi, cái kìa. Cái tay nè, tay búp luôn ha, búp măng á. Cái tay búp măng luôn á, thấy không? Năm. Trời ơi, vuốt tay nữa kìa. Ủa mà cái 18. Anh giờ anh thấy xương không? Ừ. Không phải anh giờ anh thấy có miếng nào không hay là thịt không? Không, miếng là thịt không. Kéo ống tay áo được chứ đừng kéo dưới lên nghe. Thôi, mày khỏi nhắc mày, anh Năm khám phá chưa không biết nữa à. Nhìn nhau mà cắm đuối luôn kìa. Mấy hai ngày nay mà anh Năm anh đen vớt ở nha. Đi nắng nhiều quá. Ừ. Vì em mà anh trở nên đen đúa hả? Không có chấp nhận luôn. Thường ta nói ở ngoài đen trong lòng trắng là đúng. Ôi ơi. Đúng không? Nếu mà ngoài trắng mà trong lòng mà đen đâu có được. Đó là gì? Mà anh là trắng hay đen? Tôi là trong lòng trắng à. Dạ hả? Còn tiền sao kìa? Anh thấy tiền sao? Tiền đẹp ghê. Không phải. Trong trắng hay đen, ngoài trắng hay đen á? Dạ, tiền là ok, trắng đen gì không có, mà trắng không. Trắng không hả? Trắng phiếu luôn ha. Phải không tôi nghe. Không có chỗ đen tôi nghe. À, mới nói trắng phiếu cái ông địa xuống à. Bữa này anh á, em thấy bữa nay là anh lép vế hơn Tiền ở nha. Bữa nay Tiền hả, diện đồ bông lên đó, y như gì nè. Mà công chúa vậy đó. Đẹp gái ha. Ừ. Đẹp gái đó hả? Đẹp gái. Ờ, chưa. Bây giờ 40 ngày nhìn lại còn là 34 á. Xuống lại tụ lại là 6 tuổi nữa đó. Đó. Vậy là thống nhất là 2 ngày nữa là qua thăm cái vườn chuối ha. Ừ. Ủ cho sạch cỏ luôn ha. Ừ. Rồi. Sạch cỏ. Rồi. 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 Không, xuất kỳ giấy sao xuất kỳ giấy năm qua mà trời ơi cái kiểu này là kiểu từ từ nói trên mạng thôi từ từ đi anh em ơi nhưng mà tối nay em qua liền cũng được không mà nhéo nhéo quỷ sứ ha không ai hiểu chưa mắt đưa tình á nè như là chú Năm muốn ra thăm vườn chuối của chị Tiền thì Tiền hơi rém đúng không? Thăm vườn chuối mà cái gì từ từ anh Năm ơi để mai mốt nghĩa qua tối nay đừng có qua sớm nha mới nãy thấy kiều kiều như kêu á hả canh hai canh ba đi qua kìa khám tiền thổ Năm phải nói nghe nè tới là mình có thể duyên rồi cả nào chạy cũng được họ hay chưa nhưng mà tụi em gắn camera ở bên rồi đó đừng có đi qua nghe thôi giờ cái tình thương mà nếu chị thương là mấy sông cũng lội mà mấy đèo cũng qua ha qua nổi không á trời ơi cũng trèo lên được hết lúc đó còn trẻ còn không, bây giờ thương bây giờ còn sát sát vô tướng sát sát vô bây giờ là leo được luôn ha leo luôn đậm rồi còn nhỏ cá bây giờ là ôi đậm luôn rồi kìa đậm luôn đúng không kìa. cái tình thương nó mạnh lắm nhưng mà theo em nghĩ hả là bây giờ anh Năm á là đèo leo cổ không nổi mà suối là anh Năm hả úp mặt xuống luôn hả leo được hết úp mặt xuống leo tuốt quá à leo tuốt cái gì vậy đâu thôi mình thể hiện cái coi rồi thôi bây giờ tango đi bài tango tím đi nhảy đi bài nhảy bài tango tím đó yêu em từng muôn kiếp nào đó mai giấu mai sao tình yêu mẹ dâu đó cũng đàn chậm nhận hợp tan đeo mây xin giấu cho nhau Vĩnh Long ơi chị Vĩnh Long xin là Vĩnh Long đẹp đó, trời Vĩnh Long đẹp người Vĩnh Long cũng đẹp luôn quá wow, trời đó là trời giả đi rồi bữa nay là bộ phim thứ mấy rồi bộ phim nào là thứ bữa đi với em Tiền ha dạ bữa hôm
qua tới về bộ phim năm sầu riêng và cô gái tập máy bảy cô đi ba cô rồi. Nói này là mình diễn hài nha cô chú anh chị đó, diễn hài nha mấy anh mấy chị em anh em nha. Là cũng như cừ rồi với mấy chị em lai vô nhiều cừ cừ năm sầu riêng đây với tiền chuối vui chơi thôi. Rồi cừ đi tiền chuối năm sầu riêng làm cho là mấy chị em cười vui chơi. Dạ. Rồi chào mấy chị em chúc cộng đồng mạng với mấy chị em anh em là trong nước ngoài nước là với là chị em luôn là một lời chào thân thương nhất. Rồi với cảm ơn luôn, nhiều xin chào. Dạ rồi, cảm ơn anh. Rồi, chúc anh hạnh phúc. Rồi. 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 Rồi.